Xin Hội Thánh cùng tôi lắng lòng dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên với Chúa chúng ta sáng hôm nay. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha Thánh của chúng con, là Đấng thương yêu chúng con, cứu chuộc chúng con và Đấng sẽ ban vinh hiển cho chúng con vào ngày chúng con được gặp mặt Chúa. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con lòng vui mừng hớn hở được tới nơi đây để tìm cầu danh Chúa, tìm cầu ý Chúa, tìm cầu ân sủng của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa ở trong đời sống của chúng con.
Chúng con tạ ơn Chúa vì ơn lành của Chúa luôn bao phủ đời sống của chúng con mỗi người. Mỗi ngày chúng con đối diện với lại nhiều điều khó khăn vây phủ. Dẫu vậy, Chúa không có bỏ chúng con đi một mình ở cõi trần gian này. Và Chúa hứa với chúng con rằng Ngài sẽ ở với chúng con đời đời cho tới ngày cuối cùng của chúng con. Con dâng tấm lòng của chúng con, tâm trí của chúng con, thân xác của chúng con lên cho Chúa ngày hôm nay, buổi sáng này. Con cầu xin Chúa, Chúa bao phủ tất cả những điều mà chúng con cần để chúng con được vững vàng bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Đức tin của chúng con mạnh mẽ, hầu danh Chúa được rao truyền ra bởi những đức tin này, chúng con tạ ơn Ngài. Con dâng lên cho Chúa tất cả những anh chị em chúng con sáng hôm nay không tới được đây vì nhiều lý do. Con cầu xin Chúa, Ngài là đấng thông hiểu hết tất cả mọi chuyện. Chúa biết nhu cầu của mỗi người, Chúa biết khó khăn của từng người một, Chúa biết bệnh hoạn của từng người một. Con cầu xin Chúa ban ơn chữa lành cho những người cần sự chữa lành. Chúa ban ơn cho sự mệt mỏi, Chúa vực dậy để cho anh chị em chúng con được sống, được động, để thờ phượng Chúa và sinh hoạt đúng với lại những gì mà Chúa muốn cho trong đời sống của mỗi người. Con dâng lên cho Chúa tất cả các cấp lãnh đạo của chúng con ở trong đất nước này, là nơi mà Chúa đưa chúng con vào đây để Chúa nuôi dưỡng. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa ban sự sáng suốt, sự vững vàng, sự thông suốt, sự kính sợ Chúa cho các cấp lãnh đạo của chúng con, để rồi tất cả những sự suy nghĩ, những lời nói và công việc làm được đẹp ý Chúa, hầu cho dân Chúa được phước ở trên đất này, làm chứng về Chúa cho những đất xung quanh nữa, chúng con tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, chúng con dâng lên cho Chúa thì giờ chúng con sắp tới với Chúa qua lời của Ngài. Xin Chúa ban thần linh của Chúa cho mục sư quản nhiệm để rao lời của Chúa cho chúng con nhận. Chúng con cầu xin Chúa, Chúa hiểu tâm lòng của mỗi người, nhu cầu của mỗi người. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, ban ân sủng cho chúng con qua lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Thì giờ này chúng con dâng lên Chúa lời cầu nguyện mà Chúa đã dạy các môn đồ Chúa khi xưa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Lạy Cha, để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Kính mời Hội Thánh an toàn. Giê-xu mãi luôn yêu thương.
rơi, bên Ngài lòng tôi mãi mãi an bình thỏa vui. Tìm về bên Cha yêu thương, đôi môi cuộc đời phước ân sẽ mãi tuôn tràn. Giê-xu xoa bôi tôi ố xấu xa, ban nguồn yêu thương thắm tươi muôn đời trắng. Giê-xu đổi mới tâm tôi, xua bóng đêm tội ô. Cánh tay Ngài dẫn đưa và che chở. Đời tôi vui thay đông đi với Ngài, dẫu cho mưa giông thế gào. Tâm hồn tôi ân sẽ mãi tuôn tràn. Giê-xu xóa bôi tội ô xấu xa, đem nguồn yêu thương thắm tươi muôn đời trắng phai. Cảm ơn. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Thi Thiên đoạn 19 từ câu 1 cho đến câu 14. Các tầng trời rao truyền vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời công bố công việc tay Ngài làm. Ngày ngày truyền rao sứ điệp, đêm đêm bày tỏ chi thức. Không dùng lời, chẳng cần tiếng, chẳng ai nghe giọng nói của chúng ra sao, nhưng âm thanh chúng đã lan truyền khắp đất, lời chúng đã vang đến cùng tận địa cầu. Ngài đã lập một chỗ ở cho mặt trời trong chúng. Mặt trời như một tân lang ra khỏi loan phòng, như một lực sĩ hân hoan chạy trên tuyến của mình. Mặt trời mọc lên từ phương trời này, chạy vòng đến phương trời kia, không vật gì tránh khỏi hơi nóng của nó được. Luật pháp của Chúa thật trọn vẹn, làm linh hồn hồi sức. Quy tắc của Chúa thật vững chắc, khiến kẻ dại khôn ra. Luật lệ của Chúa thật phải lẽ, làm tâm hồn vui vẻ. Điều răn của Chúa thật minh bạch, khiến mắt lòng thấy rõ. Động cơ kính sợ Chúa thật trong sạch, nên còn lại đời đời. Phán quyết của Chúa thật chính đáng, thảy đều công bình cả. Những điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng. Chúng ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật nhiễu từ tàn ong. Hơn nữa, nhờ những điều ấy, kẻ tôi tớ Ngài được cảnh giác. Nhờ giữ những điều ấy, tôi tớ Ngài được ban thưởng lớn lao. Nào ai có thể tự mình biết hết mọi lỗi lầm của mình? Cầu xin Ngài tha thứ con vì những lỗi lầm con không biết. Xin giữ kẻ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội. Xin đừng để tội lỗi cầm quyền trên con, để con sẽ không có chỗ nào đáng trách và con sẽ không phạm tội nặng. Nguyện lời nói của miệng con
và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Lạy Chúa, vầng đá của con và đấng cứu chuộc của con. Kính thưa Thánh, tuần rồi khi chúng ta học bài đầu của sự cầu nguyện trong Thi Thiên thì chúng ta học về sự chúc tụng Chúa. Chúng ta nảy lên lời ca, ca ngợi Chúa không phải vì đời sống của chúng ta đang gặp dễ dàng, nhưng mà tại vì Chúa cho chúng ta nhìn biết Chúa, nhìn biết được ơn Chúa cho đời sống mình. Chúng ta cũng học rằng khi cuộc đời của chúng ta ca ngợi Chúa thì tự nhiên nó có tác dụng tốt cho con cháu chúng ta và có tác dụng làm chứng cho những người xung quanh chúng ta, dầu chúng ta chỉ hướng lòng về Chúa chứ không phải hướng đến họ. Chúng ta xin Chúa cho hội thánh chúng ta ôn lại và thêm cho sự cầu nguyện mình sự ca ngợi Chúa. Tuần này chúng ta sẽ học tiếp về sự chiêm nghiệm và suy tư là những điều thường bị lãng quên trong sự cầu nguyện. Chúng ta biết ngày hôm nay nhiều người quan tâm đến thiền định vì nghĩ rằng trong sự thiền định có được những sự trầm lắng mà cuộc đời bận rộn có cần. Nhưng khi ôn lại lời Chúa, chúng ta nhìn biết rằng trong sự chiêm nghiệm Chúa và suy gẫm lời Chúa có nhiều điều trong sự trầm lắng mà Chúa đã dạy con dân Chúa từ muôn thuở. Sự chiêm nghiệm Chúa và suy gẫm lời của Chúa khác với thiền định. Thiền định khiến cho một người nhắm đến việc làm trống không đầu óc của mình, tâm trí của mình. Nhưng người chiêm nghiệm Chúa và suy gẫm lời Chúa thì muốn lấp đầy tâm hồn, tâm linh, cuộc đời của mình với sự hiện diện, sự vinh hiển của Chúa và ơn của Chúa. Chiêm nghiệm là gì? Chiêm nghiệm nói đến việc ngắm nhìn, xem xét và cảm nhận sự vinh hiển của Chúa với cặp mắt đức tin và với chiều sâu của tâm linh. Như trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18 nói rằng tất cả chúng ta để mặt không màng che ngắm xem vinh hiển của Chúa như thể được phản chiếu qua một tấm gương, và nhờ Chúa là Đức Thánh Linh chúng ta đang được biến đổi dần để trở nên giống như hình ảnh của Ngài, từ mức độ vinh hiển bình thường đến mức độ cực kỳ vinh hiển. Như vậy từ xa xưa Chúa đã dạy con dân Chúa ngắm xem sự vinh hiển của Chúa bằng cặp mắt đức tin và với chiều sâu của đời sống tâm linh. Và với sự chiêm nghiệm này thì tác giả Thi Thiên 19 đã nhìn thấy như thế nào khi ngưỡng mắt nhìn vũ trụ? Ông nói rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời công bố công việc tay Ngài làm, ngày ngày truyền rao sứ điệp, đêm đêm bày tỏ tri thức. Nhiều người đã ngắm xem trăng sao, nhưng ít người có thể nhìn biết được Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài qua công việc của Ngài. Không dùng lời, chẳng cần tiếng, chẳng ai nghe giọng nói của chúng ra sao, nhưng âm thanh chúng đã lan truyền khắp đất, lời chúng đã vang ra đến cùng tận địa cầu. Như vậy, khi chúng ta nhìn ngắm Chúa, ngắm xem sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta sẽ nảy sinh ra một khả năng lắng nghe ngôn ngữ vô âm. Nghĩa là không phải đợi giải thích nhiều, nhưng chúng ta có thể thấy những điều mà không có âm thanh. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể nhờ sự chiêm nghiệm đó mà nhìn biết được chính Chúa ở trong thiên nhiên. Những điều này, nhưng mà cái câu nói của Kinh Thánh đó chẳng những bày tỏ rằng thiên nhiên không có tiếng nói, tiếng nói đó nó là một tiếng nói vô âm, nhưng mà tại đây tôi thấy có một cái sự nhắc nhở và thách thức chúng ta. Không dùng lời, chẳng cần tiếng.
Đôi khi chúng ta dựa quá nhiều lời và sẽ tranh cãi sự lý luận của chúng ta. Nhưng mà có thể Chúa muốn dùng sự trầm lắng đó để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Và đây là hình ảnh mà người ta thấy, chúng ta thấy nơi Chúa Giê-xu. Khi tiên tri Ê-sai dự ngôn về Chúa Giê-xu nói rằng đây là đầy tớ của ta, người ta nâng đỡ. Người ta đã tuyển chọn và linh hồn ta hài lòng. Ta đã đặt thần ta trong người ấy. Người ấy sẽ đem công lý đến muôn dân. Người ấy sẽ không la hét hay lớn tiếng. Ở ngoài đường không ai nghe tiếng người ấy. Người ấy sẽ không bẻ gãy cây sậy đã dập nát. Người ấy sẽ không dập tắt tim đèn sắp tàn. Đức Chúa Cha đã đẹp lòng rao truyền công lý của Chúa qua một con người không lớn tiếng ở ngoài đường, không tranh chấp, không cãi cọ. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu giống như chiên con được dẫn đến hàng làm thịt. Ngài không mở miệng để tranh cãi, mà người đó sống bày tỏ sự nhân từ thương xót. Người ấy sẽ không bẻ gãy cây sậy đã dập nát. Người ấy sẽ không dập tắt tim đèn sắp tàn. Như vậy từ cuộc đời tĩnh lặng nhìn xem sự vinh hiển của Chúa được ngập tràn bởi sự nhân từ và thương xót của Chúa sẽ khiến cho chúng ta bày tỏ với người khác những người yếu đuối, những người giống như cây sậy đã dập, một sự nâng đỡ của Chúa. Và cái sự tĩnh lặng này nó quan trọng đến sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện rất cần sự chiêm nghiệm đó. Trong Truyền Đạo đoạn 5 thì cảnh cáo chúng ta chớ hấp tấp mở miệng, đừng vội vàng thốt ra những gì bạn nghĩ trong lòng trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn bạn ở dưới đất, vậy khá ít lời. Có nghĩa là Kinh Thánh muốn cho chúng ta cẩn thận khi chúng ta thưa chuyện với Chúa. Chúa Giê-xu thuật lại có người vào trong đền thờ cầu nguyện dài, nhưng Chúa nói cầu nguyện như vậy là tự được thưởng rồi, ra về không còn phước nào của Chúa cả. Nhưng có người thưa với Chúa rất ít, ra về thì Chúa ban phước cho người đó. Chúa Giê-xu nói rằng khi các ngươi cầu nguyện đừng lặp đi lặp lại vô ích như các dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm. Các ngươi đừng làm như họ, vì Cha các ngươi trên trời biết rõ các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Nghĩa là chúng ta đừng vội vàng, chúng ta nghĩ mà chuyện này mình không có nói với Chúa chắc Chúa không biết. Không phải. Sự hiệp nguyện của Hội Thánh tại đây cũng không phải thưa với Chúa những chuyện mà nếu chúng ta không thưa với Chúa, Chúa không biết. Như vậy chúng ta cầu nguyện làm gì? Nếu trước khi chúng ta mở miệng mà Chúa biết rồi thì cầu nguyện làm gì? Vì Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Chúa muốn cho chúng ta thưa với Chúa để chúng ta hòa tấm lòng của chúng ta đối với Chúa. Để Chúa có thể cảm động lòng của chúng ta trước một cái nan đề xung quanh chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện như vậy là cũng đặt mình ở trong vị trí mà Chúa có thể sai chúng ta làm một điều gì đó. Và vì vậy trong cái lời cầu nguyện đó không phải là lời báo cáo, mà là sự tương giao của chúng ta là con của Chúa với Cha chúng ta ở trên trời. Và để chúng ta có cái sự cầu nguyện đó thì Kinh Thánh muốn cho chúng ta phải chuẩn bị bằng sự chiêm nghiệm. Khá im lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao giữa các dân, ta sẽ được tôn cao trên khắp đất. Giữa những biến cố của thế giới, giữa những tai nạn, chiến tranh có thể xảy ra, nhiều người nói rất nhiều, phiền trách, lên án người khác rất nhiều. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy im lặng, vì biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trên các nước, ta sẽ được tôn cao trên đất. Và đức tin của con dân Chúa không phải đức tin ồn ào, sợ hãi, hoảng loạn, mà là một đức tin nhìn biết và kính sợ Chúa, kính sợ quyền năng của Chúa,
kính sợ sự tể trị của Chúa trong biến cố của nhân loại và trong cuộc đời của chính mình. Nếu quý ông bà anh chị em và tôi không học biết ngắm xem sự vinh hiển của Chúa thì tự nhiên chúng ta sẽ dễ bị choáng ngợp bởi sự vinh hiển của vật chất, của những chuyện bên ngoài, và chúng ta chạy theo những điều đó. Như vậy, trong lúc các bác đi bộ, uống trà, tưới cây, nhất là ngồi uống trà thì xin đừng ngấu nghiến báo chí. Nhưng mà chúng ta hãy dành thì giờ đó để yên tĩnh trước mặt Chúa. Tôi nghĩ như vậy là thì giờ đi bộ các bác chắc sẽ được phước. Các bác cao tuổi lẫn các bác trẻ tuổi ngồi bên xóm đó. Như vậy có nghĩa là trước giờ ca ngợi thì chúng ta phải giúp nhau để có một sự yên tĩnh chút xíu trước khi chúng ta ca ngợi Chúa. Tôi thấy giờ đầu của chúng ta hơi hoảng loạn chút xíu là tại vì chuông lắc, rồi đi vô, rồi kẹt đường, rồi chúng ta gặp nhau mừng quá thăm hỏi. Cho nên khi đứng lên ca ngợi Chúa, lòng chúng ta không có được lắng động. Như vậy xin chúng ta rời lớp truyền Chúa Nhật sớm một chút xíu. Và khi tới đây, chúng ta sẵn sàng để khi đứng lên và nghe đọc một câu kinh thánh gọi thờ phượng thì lòng chúng ta được lắng xuống. Và chúng ta không hát bài mình thích hay không thích, nhưng mà chúng ta hòa tâm linh của chúng ta trong sự ca ngợi Chúa. Có một việc mà chúng ta có thể ứng dụng điều này mà tôi cảm thấy rất là phước hạnh là giữa khi chúng ta nói chuyện với nhiều người á, thì trước khi nói chuyện với người kế tiếp á, chúng ta ngưng lại một chút. Khi chúng ta phải điện thoại với nhiều người thì sau một cú điện thoại dở lên nói chuyện với người khác đó, thì chúng ta ngưng vài giây để chúng ta hướng tâm linh của chúng ta nơi Chúa, để chúng ta trầm lắng trở lại, để chúng ta cảm ơn Chúa về những chuyện chúng ta vừa mới nói chuyện, và chúng ta dâng cho Chúa người chúng ta sắp nói chuyện. Như vậy thì chúng ta sẽ không có cảm thấy bối rối, rồi cái chuyện lo của người trước nó lây ra chuyện người sau, rồi chúng ta giận chuyện trong sở, chúng ta giận lây ở nhà, là tại vì chúng ta thiếu sự tĩnh lặng, là thói quen của con cái Chúa trải qua các thời đại. Sự chiêm nghiệm là điều chúng ta thường đánh mất, được nói đến trong Thi Thiên 19, nhưng mà điều thứ hai cũng là điều mà chúng ta cần khôi phục lại, đó là suy tư để lời Chúa thấm sâu. Xin chúng ta gạch dưới mấy chữ ở trong câu 7 và câu 8. Chữ thứ nhất là làm linh hồn hồi sức. Thứ nhì là khiến kẻ dại khôn ra. Thứ ba, làm tâm hồn vui vẻ. Và thứ tư, khiến mắt lòng thấy rõ. Nghĩa là nếu chúng ta đến với Kinh Thánh đó, thì đây là tác dụng đáng lẽ có của người đến gần với lời Chúa. Nhưng mà thực tế quý ông bà anh chị em và tôi, có nhiều lần chúng ta gặp Kinh Thánh thì chúng ta không có nhận được sự hồi sức. Chúng ta nói đọc Kinh Thánh nó còn mệt hơn, cho nên tôi mới đọc Kinh Thánh trước khi ngủ. Mà thật ra đó không phải là tác dụng của Kinh Thánh để giúp chúng ta nghe dễ ngủ. Giúp chúng ta bình an trong lòng dễ ngủ thì được. Kinh Thánh nói rằng chúng ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật nhiễu từ tàn ong. Tôi xin hỏi các bác, làm thế nào để chúng ta biết rằng cơm trắng của chúng ta nó ngọt? Và khi nào chúng ta nhai, phải không? Thì đây là điều rất là hay, tại vì cái chữ nhai á, nó đến có gốc nghĩa giống với sự suy gẫm. Nhai mình đâu có cắn một cái gọi là nhai, cái đó gọi là cắn chứ không phải là giờ nhai, phải không? Nhai là mình phải làm nhiều lần. Thì suy gẫm á, nó cũng lặp đi
lặp lại. Có người dùng một cái hình ảnh này nữa, nói là nếu mà chúng ta là những người hay lo lắng thì chúng ta biết bí quyết của sự suy gẫm. Tại lo một chuyện á, là mình nghĩ tới, mình nghĩ lui, mình nghĩ xuôi, mình nghĩ ngược về một chuyện thôi. Thí dụ quý vị không nhớ là quý vị đã tắt bếp hay không, mà ngồi giờ này á, là quý vị sẽ nhớ đến cái bếp, nhớ đến lửa, nhớ đến ga, nhớ đến cái nhà của mình không biết sẽ như thế nào. Hay là không nhớ mình có khóa cửa nhà hay không thì mình cứ suy nghĩ đủ hết mọi chuyện liên hệ tới cái cửa. Thì cùng nguyên tắc đó chúng ta có thể suy gẫm. Nghĩa là khi chúng ta đọc một câu kinh thánh, chúng ta sẽ có cách suy gẫm. Cách này, cách kia, cách nọ. Tôi xin ôn nhanh cho những vị mới, mà cũng là giới thiệu cho quý mới, cũng là ôn cho chúng ta. Chúng ta phải biết cách. Tại ngày nay nhiều lúc người ta quên đi cái khả năng suy gẫm. Tôi thấy giống như là có một số người ngày nay không phải là trẻ quá không có nhai được, mà là cao tuổi quá đó. Mà chúng ta biết là khi mà bị cái bắp thịt yếu hay gì đó mà một người không nhai được thì chuyện gì xảy ra? Thì không có thức ăn nào ngon nữa, là tại người ta phải bơm cái gì vô, phải uống cái gì nếu mà không có nhai được. Mà đời sống của chúng ta ngày nay ngán kinh thánh là tại vì chúng ta không hết nhai được, không còn nhớ nhai sao nữa, tại cái gì cũng phải sẵn thì mới được. Bây giờ tôi nói ba vòng, vòng nhai thứ nhất, vòng nhai thứ nhì, vòng nhai thứ ba, sử dụng cho hầu hết các câu kinh thánh. Dĩ nhiên có một số câu kinh thánh khó thì giống như độ cứng thì mình phải thêm những cách khác. Nhưng mà khi đọc một câu kinh thánh, vòng đầu tiên chúng ta hỏi rằng câu kinh thánh này bày tỏ điều gì về Chúa. Chúng ta sẽ vòng trở lại, chúng ta nói rằng như vậy câu kinh thánh này thay đổi suy nghĩ của tôi về Chúa như thế nào. Vòng kế tiếp chúng ta hỏi rằng câu kinh thánh này nói gì về con người. Chúng ta vòng trở lại, chúng ta nói rằng câu kinh thánh này thay đổi cách đối xử của tôi đối với những người xung quanh như thế nào. Quý vị nhớ cách suy gẫm đó chưa? Xin quý vị quay qua cái bát kế bên, nói vòng đầu. Vòng đầu là gì ạ? À? Vòng đầu là câu kinh thánh này nói gì về Chúa? Tôi thay đổi cách nhìn của tôi về Chúa như thế nào? Vòng kế tiếp, câu kinh thánh này nói gì về con người? Và tôi thay đổi cách nhìn của tôi về con người, cách đối xử với tôi với con người như thế nào? Vòng 3 nói rằng tôi sẽ chia sẻ chuyện này cho ai? Chúng ta học được gì mà chúng ta chia sẻ liền, chúng ta sẽ nhớ. Cho nên chúng ta có lớp 2, lớp 1 trong Kinh Thánh là lớp học chuyên về điều này. Nhưng mà tôi mong rằng những cái bước căn bản của việc suy gẫm thì chúng ta rõ. Sự chiêm nghiệm Chúa, sự suy gẫm lời Chúa sẽ giúp cho một người cầu nguyện phải lẽ. Và tại đây chúng ta ghi rằng giúp cho một người đáp ứng với mắt lòng thấy rõ, giống như Thi Thiên 19 nói. Với mắt lòng thấy rõ, tác giả đã nói như thế này: nào ai có thể tự biết hết mọi lỗi lầm của mình? Cầu xin Ngài tha thứ con vì những lỗi lầm con không biết. Nói chung những người thường không suy gẫm lời Chúa và tĩnh lặng trước mặt Chúa thì thường thấy lỗi lầm của những người chung quanh mình. Lòng lúc nào cũng giận, sẵn sàng giận. Giận người, giận chính quyền, giận con, giận hàng xóm. Dĩ nhiên giận chồng, giận vợ. Tại vì mình thấy có rất là nhiều cái trục trặc là tại vì lỗi của người kia. Điều đó có thể đúng. Nhưng mà Kinh Thánh nói khi một người mắt lòng thấy rõ đó,
thì cầu nguyện khác. Không có cầu nguyện lạy Chúa, xin Chúa thay đổi bả. Xin Chúa thay đổi ổng. Ổng cầu nguyện như thế nào? Nào ai có thể tự biết hết mọi lỗi lầm của mình, cầu xin Ngài tha thứ con vì những lỗi lầm con không biết. Khi nhìn ngắm sự vinh hiển của Chúa, khi suy gẫm lời Chúa, thì chúng ta chợt thấy rằng chúng ta có quá nhiều lỗi lầm trong lời nói, trong thái độ, trong cách cư xử, trong sự suy nghĩ mà chúng ta đâu có biết. Và cái sự kính sợ Chúa sẽ khiến nó là: Chúa ơi, xin Chúa tha con, có những cái tội con không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Ngài không cố ý phạm tội. Trong lòng ông đã nhất định không cố ý phạm tội rồi, mình xin Chúa giữ điều đó. Xin Chúa đừng để tội lỗi cầm quyền trên con. Một người có quyền để tội lỗi cầm quyền trên mình. Một người có thể để sự cay đắng thống trị mình. Một người có thể để sự chua chát thống trị mình. Và vì sợ điều đó cho nên một người thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin Chúa đừng để những điều đó kiểm soát cuộc đời con, kiểm soát gia đình con. Và những điều đó chỉ có thể được khi chúng ta có đủ thì giờ chiêm nghiệm Chúa và suy gẫm lời của Ngài. Và cuối cùng ông nói rằng: nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Như vậy, thưa quý ông bà anh chị em trong hội thánh, nhờ sự chiêm nghiệm và suy gẫm thì tác giả nhận biết được chân lý thần học vô cùng quan trọng. Đó là Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài qua ít nhất hai quyển sách. Quyển sách thứ nhất là vũ trụ, quyển sách thứ nhì là Kinh Thánh. Và điều đó khiến cho người chiêm nghiệm và suy gẫm không trở thành cao ngạo, mà cả trở thành hạ mình và xin Chúa gìn giữ sự suy gẫm của lòng con, lời nói của miệng con được đẹp ý của Chúa. Nguyện Chúa cho chúng ta có thể vượt qua được những sự ồn ào của cuộc sống của chúng ta, sự bận rộn của cuộc sống chúng ta, và lời cầu nguyện của Chúa, của chúng ta cho Chúa được đẹp ý Ngài. Nguyện Chúa cho chúng ta có thể khích lệ với nhau để chúng ta có thể đào kho tàng của kỷ luật thuộc linh trong các đời hội thánh, và Chúa cho hội thánh của chúng ta có thể trỗi tiếng ca ngợi Chúa và có lời cầu nguyện đẹp lòng Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con được biết Ngài. Xin Chúa cho chúng con được biết mình. Xin Chúa cho chúng con được biết ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con kính sợ Ngài và ít lời trước mặt Chúa. Xin Chúa cho lời của chúng con xuất phát từ sự kính sợ Chúa, từ sự nhìn biết chính những thiếu sót của mình. Xin Chúa cho những lời cầu nguyện chúng con xuất phát từ đức tin nơi Đức Chúa Trời nhân từ vinh hiển, là đấng bằng lòng giao cho chúng con những việc mà chúng con hiểu rằng mình không xứng đáng, nhưng để chúng con được mạnh mẽ trong ý muốn của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho những người khác nhau trong hội thánh của chúng con, trong lứa tuổi khác nhau, sẽ được Chúa Thánh Linh nhắc nhở để chúng con có thì giờ chiêm nghiệm ngắm xem Chúa, suy gẫm lời Chúa và có sự cầu nguyện phải lẽ trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin tha thứ tội lỗi chúng con không biết của cá nhân mình. Xin tha thứ những tội lỗi thiếu sót của hội thánh mà chúng con không biết. Xin biến chúng con trở thành hội thánh biết xét mình trước mặt Chúa và được phước của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện
trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.